Xin được nồng nhiệt chào đón sự có mặt hiện diện đông đảo của tất cả quý bác sĩ, quý vị khách mời và đặc biệt là toàn thể quý anh chị kỹ thuật viên đã có mặt để tham dự cùng với chúng tôi trong hội nghị khoa học với chuyên đề ý nghĩa của tầm soát trước mang thai và những cập nhật mới trong chẩn đoán điều trị ung thư cổ tử cung. Lời nói đầu tiên cho phép Thùy Dung đại diện cho những người thực hiện chương trình bao gồm hệ thống trung tâm y khoa Dayak kết hợp cùng với hội nội tiết sinh sản và vô sinh thành phố Hồ Chí Minh Hotscream xin được gửi đến tất cả chúng ta lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị thân mến, Dayak là một trong những công ty hàng đầu về dịch vụ xét nghiệm y khoa tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm, cùng với đó là hơn 30 chi nhánh trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến khắp 5 tỉnh thành khác tại khu vực miền Nam Việt Nam. Hiện tại giờ đây, Dayak hiện đại đang cung cấp các dịch vụ xét nghiệm đa dạng, phong phú, trong đó có thể kể đến đó chính là những dịch vụ xét nghiệm về sản phụ khoa và hiếm muộn để nhằm mong muốn đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về sản phụ khoa của hơn 3 triệu người bệnh, cùng với đó là 5.000 quý bác sĩ cũng như quý đối tác. Với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin cung cấp đến cho tất cả quý vị, đó chính là những giải pháp xét nghiệm chính xác và đáng tin cậy nhất, hỗ trợ hiệu quả cho các bác sĩ và bệnh nhân trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Trong buổi hội thảo ngày hôm nay, quả thật là một điều vô cùng tuyệt vời khi chúng tôi được đón nhận sự tham gia đông đảo đến từ phía tất cả quý vị và hy vọng rằng sẽ được đồng hành cùng với chúng ta cho đến những giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, giống như những gì bà Thảo Uyên đã có chia sẻ thì để có được thành công trong chương trình ngày hôm nay thì ngoài sự cố gắng và nỗ lực đến từ phía ban tổ chức, không thể nào không kể đến đó chính là sự đồng hành và giúp sức đến từ phía các quý bác sĩ cố vấn chuyên môn cũng như quý nhà tài trợ. Chính vì vậy, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu các quý bác sĩ cố vấn chuyên môn cùng với các quý nhà tài trợ sẽ cùng với chúng tôi để tiến hành giúp cho ban tổ chức có thể trao gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất bằng những lẵng hoa tươi thắm. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự quay trở lại sân khấu của bà Mai Thanh Thảo Uyên sẽ đại diện cho Dayak để gửi tặng những lãng hoa này đến cho những vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Và bây giờ hãy cùng nhau dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để thay cho lời cảm ơn gửi đến các quý bác sĩ cố vấn chuyên môn cũng như quý nhà tài trợ. Hãy nhìn vào kính máy ảnh cười thật tươi để lưu giữ lại kỷ niệm ngày hôm nay. 1, 2, 3, những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Xin được chân thành cảm ơn và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở về vị trí ngồi danh dự của mình để tiếp tục đến với những hoạt động tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và tiếp nối ngay sau đây để giúp cho tất cả chúng ta có thể hiểu được rõ hơn về tầm nhìn, định hướng phát triển của hệ thống trung tâm y khoa Dayak trong khoảng thời gian tới. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu bác sĩ Mayur Nikali, giám đốc phòng xét nghiệm cùng với sự hỗ trợ chuyển ngữ của ông Nguyễn Việt Anh, giám đốc thương mại của hệ thống trung tâm y khoa Dayak sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ đến cho quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón cho sự xuất hiện trên sân khấu của bác sĩ Mayur Nikali cùng với ông Nguyễn Việt Anh, thưa quý vị. Và ngay sau đây chắc có lẽ sẽ không để cho tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ đầu tiên, chuyên đề đầu tiên. Đó chính là một chuyên đề vô cùng bổ ích và thiết thực liên quan đến việc xét nghiệm Human Papilloma Virus HPV và vai trò của nó trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư cổ tử cung. Đối với chuyên đề này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi đến từ Trung tâm Sản phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ lên trình bày chuyên đề. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cho sự xuất hiện trên sân khấu của bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi.